Hello, xin chào các bác nha. Thì em mới về thêm một cây CNC 965 ha. Cái này về là còn full box nha, rất là đẹp. Đây, made in Germany nha các bác. Đây, design and made in Germany nha. Dòng này là được sản xuất ở Đức luôn nha. 965. Đây các bác. Hàng hồng full hộp ha. Đây, túi đựng mic ha. Này mic nha, hộp rất là đẹp. Thì giá cái này là 7,8 triệu nha các bác. Rất là đẹp luôn nha. Tổng quan thì cái mic còn rất là đẹp quá nha, nhưng mà tuy nhiên nó có một vài vết xước nha, và trên thân mic thì nó cũng có dạng xước lông mèo ấy. Mà nhìn qua video thì không thấy được, nhưng mà quá soi kỹ thì sẽ thấy dạng xước rất là mờ, kiểu lông mèo ha, một vài. Còn về tổng quan thì các bác nhìn đây ha, nhìn rất là đẹp. Có một cái vết chày lớn là nó nằm ở chỗ này nè, đây một vết chỗ này ha, và một cái vết chỗ dưới chân đó, dưới chân ha, đây nữa nè, dưới chân cắm ha, còn ở trên đẹp. 965 ha, nói chung là rất là đẹp quá. Cứng ha. Bên trong ha, trong thì đẹp khen sợ em, không phải nói gì rồi. Accessory ha, 965, sơn nhựa sơn, thêm đầy đủ nha. Côn sáng bóng, sơn chân thôi ha. Rồi, cái này giá là rất là tốt nha các bác, 7,8 triệu ha. Các bác nào có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ ha. Hàng rất là đẹp luôn, nói chung là rất là đẹp các bác. Còn khuôn hộp này giá cực kỳ tốt, giá chỉ 7,8 triệu cái này thôi, đảm bảo nguyên green ha, hàng chính hãng luôn. Rồi cảm ơn các bác, xin chào và hẹn gặp lại.